Thưa quý vị, trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nhằm cải thiện khả năng thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Một vấn đề hiện vẫn còn rất nhiều tồn tại, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của địa phương. Mới đây, tỉnh cũng đã thông qua quy hoạch chất thải rắn giai đoạn 2017-2020, tạo cơ sở hành lang pháp lý để thực hiện tốt hơn công tác thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Được sự giúp đỡ của JICA và Cục Hạ tầng Bộ Xây dựng trong việc hỗ trợ lập quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế nêu trên rất quan trọng, đóng vai trò then chốt trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh, hướng đến mục tiêu hạn chế phát thải chất thải rắn và sự tác động xấu đến môi trường do chất thải rắn. Theo quy hoạch, thực trạng hiện nay, chất thải rắn trên địa bàn tỉnh chủ yếu xử lý theo phương pháp chôn lấp, một số ít xử lý theo phương pháp đốt, nhưng công nghệ chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra. Từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, song song với việc vận hành các cơ sở xử lý chất thải rắn hiện có, tiến hành phân vùng quy hoạch chất thải rắn thông thường và chất thải rắn y tế nguyên hại, đóng cửa các lò đốt chất thải rắn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, không đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc có công suất nhỏ hơn quy định, tiến tới thực hiện mỗi đơn vị cấp huyện có một bãi xử lý chất thải rắn xây dựng khoảng 1 hecta. Hiện nay quy hoạch xử lý và chôn lấp chất thải rắn cũng đã được tỉnh thông qua. Hiện nay thì tỉnh đang chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương, các công ty triển khai theo cái quy hoạch. Và chúng tôi cố gắng làm sao cho cái lượng thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn đảm bảo được trên 85% và đạt được 95% trong thời gian tới. Đối với những cái bãi rác mà có nguy cơ ô nhiễm thì cũng tập trung nguồn vốn để xử lý ô nhiễm và phải đóng cửa đối với bãi rác mà không đủ điều kiện để tồn tại. Trong năm 2017 và đầu năm 2018, Sở Xây dựng đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy hoạch phân khu khu xử lý tập trung Phú Sơn tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, khu xử lý Hương Bình tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Hai khu này sẽ thực hiện nhiệm vụ xử lý chất thải rắn cho các địa phương trên địa bàn. Tỉnh cũng đã và đang hướng đến thu hút xã hội hóa trong công tác thu gom để thực hiện tốt việc xử lý rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn. Theo quy hoạch thì trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2020 thì vẫn sẽ tiếp tục sử dụng các cái bãi chôn lấp cấp huyện đang còn cái dung lượng và sau đó đến khi đầy sẽ tiến hành đóng cửa đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường. Song song với quá trình đó sẽ tiến hành các cái thủ tục cần thiết để mà xây dựng các cái cơ sở xử lý đó là Phú Sơn, thị xã Hương Thủy ở phía Nam và Hương Bình, thị xã Hương Trà ở phía Bắc. Đến giai đoạn sau năm 2020-2025 thì sẽ tiến hành vận hành chính thức các cái cơ sở xử lý tập trung tại hai cái địa điểm này. Lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày nhiều khoảng 530 tấn một ngày, trong đó tổng khối chất thải rắn được thu gom xử lý bình quân khoảng 430 tấn một ngày. Do đó, chất thải rắn sinh hoạt trong cộng đồng chưa xử lý vẫn còn khá nhiều, gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở vùng nông thôn. Việc thực hiện quy hoạch trong những năm tới với hy vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực và hiệu quả hơn trong xử lý chất thải rắn trên địa bàn.